Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Danh. Ngày hôm nay Danh đang ở một đây là nhân vật Trúc. Thì diễn viên Phương Trâm có như có cái gì chia sẻ khi mà tham gia cái vai này? Khi mà Phương Trâm vào vai Trúc trong Cây Tre Trăm Đốm thì mình rất là thích. Tại vì từ hồi nhỏ mình đã được nghe về sự tích Cây Tre Trăm Đốm rồi. Nói chung là mình rất là thích cái vai này luôn. Tại vì vai này là một cô gái được một chàng trai rất là thiệt tình nè, giỏi giang nè, hai người yêu nhau nhưng mà lại bị sự cản trở của người cha. Mà người anh, cái người người này, người nam chính á, là anh Tre, là anh diễn viên Bùi Công Danh đảm nhiệm nè, nên mình lại càng thích hơn khi mà mình được làm việc với anh và với các cô chú diễn viên khác. Cho nên là làm cho cái bộ phim, làm cho cái phiên bản sự tích Cây Tre Trăm Đốm này càng hay hơn, càng thú vị hơn, với lại có một cái kỹ xảo nó tốt hơn nữa. Do đó khi mà tham gia cảm thấy rất là hào hứng, rất là thích thú. Cho nên mong quý vị khán giả cũng sẽ chào đón nồng nhiệt và cũng sẽ hứng thú hơn khi mà xem sự tích Cây Tre Trăm Đốm này nha. Ôi, cảm ơn Trâm rất nhiều, thả tim cho bạn Phương Trâm.
Còn đây là diễn viên rất quen thuộc, chú Kiến An, tham gia rất là nhiều phim luôn. Cổ tích ngày xưa chú Kiến An cũng là trùm đóng luôn. Chú An có cảm nghĩ gì khi chú An vào vai Bá Hồ Bá? Kiến An rất là vui khi được tham gia phim truyện cổ tích. Bởi vì phim cổ tích là nó là một cái thế giới quay bỗng, rất là hồn nhiên, rất vui dành cho các cháu thiếu nhi. Còn vai Bá ở trong phim Cây Tre Trồng Đốt thì có lẽ cái câu chuyện này nó cũng đã được quay trong phim cổ tích cách đây nhiều năm, cũng do chính đạo diễn Minh Trung làm đạo diễn. Và bây giờ đạo diễn Nguyễn Minh Trung đã cải cách lại, cải tiến lại cho nó hay hơn với những cái thiết bị hiện đại hơn, cách quay nó kỹ thuật hơn, thì phim nó sẽ đẹp về hình ảnh. Và đặc biệt cái loạt phim cổ tích mà chiếu trên HTV3 sẽ do chính đạo diễn Nguyễn Minh Trung biên tập, biên soạn và viết lại. Ngang đã có dịp công tác với đạo diễn Nguyễn Minh Trung cách đây 20 năm. Nói chung là đạo diễn Nguyễn Minh Trung là cha đẻ của phim cổ tích ở Việt Nam. Thôi bây giờ anh trợ lý bắt đầu kêu tên Kiến An ra ngoài tập bà ngoại rồi. Rồi chúc cho mọi người khỏe, hưởng một mùa Giáng sinh là ấm áp, hạnh phúc trong gia đình. Nhớ subscribe kênh YouTube của diễn viên Công Danh nha các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn chú An. Một chút xíu thú vị về hậu trường một bộ phim cổ tích Cây Trầm Đốt mà Danh đang tham gia gửi tới mọi người. Hy vọng rằng khi mà phim lên sóng, mọi người sẽ ủng hộ cho phim nhiều hơn và ủng hộ cho Danh. Hãy nhấn like và subscribe cho YouTube của Công Danh Channel của Danh nhiều hơn. Cảm ơn, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều an lành, may mắn trong cuộc sống.